Review kem chống nắng MISSHA nắp hồng. Mùa hè đã đến, thời tiết nóng nực khiến chúng ta chỉ cần một kem chống nắng có khả năng nâng tôn da tươi tắn thay vì là một lớp nền kỳ công và dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Gần đây, theo như bạn bè gợi ý, mình đã quyết định mua sản phẩm kem chống nắng nắp hồng của Miha và quyết định review lại một vài điều về kem chống nắng này. Đôi nét về thương hiệu Miha. Nhắc đến Miha thì mình thường nghĩ ngay đến đồ trang điểm như cushion, mascara, đã khá quen thuộc và rất phổ biến với giới làm đẹp ở Việt Nam. Đây là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất và bán lẻ, kinh doanh nhượng quyền mỹ phẩm Hàn Quốc hàng đầu hiện nay. Miha chính thức khai trương và mở cửa hàng đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2002. Hiện nay hãng đã phủ sóng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Các sản phẩm của Miha được yêu thích vì giá thành bình dân nhưng có chất lượng tốt. Thành phần chính: kem chống nắng Miha nắp hồng là kem chống nắng vật lý lai hóa học. Điểm mình thấy điểm cộng lớn nhất ở sản phẩm này là không cồn so với nhiều loại kem chống nắng khác. Ví dụ, khá nhiều kem chống nắng xuất xứ từ Nhật có cồn trong thành phần để thẩm thấu vào da nhanh hơn. Giống với các loại kem chống nắng nổi trội khác hiện nay thì hoạt chất của sản phẩm là zinc oxide, titan oxide, bit, ethihexylohenomethohenichiazine, ethihexymethocinamate có khả năng chống được các tia UV gây hại cho da. Chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên giúp da được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt hơn, có tác dụng cấp ẩm và làm sáng da. Tuy nhiên trong thành phần có chứa silicone để giúp kem được mịn hơn, nhưng đối với bạn nào bị dị ứng thì không nên sử dụng sản phẩm này. Điểm nổi bật: phần bao bì với chai nhựa trắng và nắp chai màu hồng nhìn khá dễ thương và tiện lợi để cầm đi cùng hàng ngày. Kem chống nắng Miha nắp hồng nâng tôn khá tốt so với nhiều loại khác. Thay vì phải thoa nhiều lớp thì mình thoa đến lớp thứ hai đã thấy đều da rồi. Kết cấu dạng sữa, mỏng và nhẹ nên không gây nặng mặt và mình cảm thấy khá nhanh thấm vào da. Khoảng 2 phút là da mình đã bắt đầu mịn rồi. Một điều mình khá thích ở sản phẩm này là dù đôi khi mình vội quên không dưỡng trước mà apply trực tiếp kem chống nắng lên cũng không bị cảm giác khô da hay bị cợn vệt trắng. Da lên tông nhẹ, tự nhiên chứ không bị tình trạng trắng bệch như nhiều loại nâng tôn khác, finish hơi bị đỉnh, kiểu hồng lấp lánh. Có thể tận dụng làm kem lót trang điểm. Nếu bạn nào cảm thấy bôi kem chống nắng chưa đủ đẹp thì có thể sử dụng thêm che khuyết điểm để có lớp nền hoàn hảo hơn mà hạn chế được tình trạng bí tắc lỗ chân lông. Bạn có thể dùng thêm phấn phủ kiềm dầu và xịt khoáng để giữ được tôn trên da lâu hơn. Dùng tích khá nhiều, với một mức giá tầm trung, không quá đắt và cũng không bị rẻ quá. Độ bám trên da cũng khá tốt, thông thường mình sẽ thoa lại kem sau 4 tiếng. Chính vì vậy, sau khi đi một ngày dài về, mình cần đặc biệt chú ý bước tẩy trang thật kỹ để tránh trường hợp mụn ẩn. Kem chống nắng phù hợp với những bạn có làn da hỗn hợp và da dầu nên những bạn da khô muốn sử dụng phải dưỡng ẩm trước khi dùng hàng ngày. Bạn nên sử dụng kem chống nắng Miha trước khi ra ngoài ít nhất 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài mặt da thì bạn nên bôi ở vùng cổ và sau gáy để đạt hiệu quả chống nắng tốt nhất. Điểm trừ: kem chống nắng này không quá phù hợp với các bạn da quá nhạy cảm. Vì che phủ cao và có silicone nên những làn da nhạy cảm sẽ rất dễ bị tình trạng nổi mụn thêm và bít tắc lỗ chân lông. Kem chống nắng này không chống nước nên nếu hoạt động nhiều ngoài trời thì đây sẽ không phải lựa chọn tốt nhất. Kem chống nắng Miha vỏ hồng có mùi hương hơi hóa học nên bạn nào không thích mùi hương của kem chống nắng sẽ không quá thích kem chống nắng này. Bạn có thể mua kem chống nắng Miha nắp hồng tại trang bán hàng chính hãng của hãng để đảm bảo được sự chính hãng cũng như để được nhận hàng nhanh nhất nhé. Mua sản phẩm tại link bên dưới nhé.